Phương Chi xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là tất cả các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Hơn 15.000 cư dân trong tiểu bang Massachusetts với mức thu nhập cá nhân hơn 1 triệu Mỹ Kim, và đây là các thành phố họ sinh sống, tin từ thành phố Boston. Kính thưa quý vị, Sở Thuế vụ tiểu bang vừa công bố trong báo cáo gần đây nhất là những cá nhân có thu nhập trên 1 triệu Mỹ Kim tại mỗi thị trấn và thành phố trên toàn tiểu bang. Tổng cộng là có 15.422 cư dân tại Massachusetts đã báo cáo thu nhập điều chỉnh với hơn 1 triệu Mỹ Kim trong năm thuế vụ 2014. Năm gần nhất và các dữ liệu được đưa ra, con số này đánh dấu mức gia tăng 22% từ 12.598 cư dân có mức thu nhập hơn 1 triệu Mỹ Kim của năm 2013 và 47% gia tăng từ năm 2010. Tổng số cư dân thu nhập trong 2014 cho biết là khoảng 2 trong 1.000 cư dân tại tiểu bang Massachusetts mức thu nhập hơn 1 triệu Mỹ Kim trong năm 2014. Boston là thành phố có tỷ lệ cao nhất với số cư dân thu nhập hơn 1 triệu Mỹ Kim cho một năm, khoảng 47 trong 1.000 cư dân. Theo sau đây là thành phố Dover 40 trên 1.000, vùng Wellesley 30 trên 1.000, Lincoln 21 trên 1.000 và Sherburn 20 trên 1.000. Xét về số liệu thì thành phố Boston là thành phố có nhiều cư dân có mức thu nhập hơn 1 triệu Mỹ Kim, cao nhất với 2.031 cư dân. Theo sau là thành phố Newton 1.284, Wellesley 853, Weston 555 và Cambridge 471. Khuyến cáo mới để phòng ngừa bệnh đột quỵ ở trẻ sơ sinh gọi bệnh là SIDS. Kính thưa quý vị, theo Hiệp hội Nhi đồng American Academy of Pediatrics, mỗi năm tại Hoa Kỳ có 3.500 trẻ sơ sinh tử vong vì hội chứng đột quỵ trẻ sơ sinh, Sudden Infant Death Syndrome. Bác sĩ Nhi đồng khuyến cáo là các trẻ em sinh nên nằm ngửa khi ngủ. Ngoài ra cũng nên cung cấp cho các trẻ sơ sinh một môi trường ngủ an toàn, như là để tránh các vật mềm hoặc là những đồ đạc như là gối, gấu bông có thể tăng nguy cơ khiến bé bị nghẹt thở. Theo nghiên cứu thì trẻ sơ sinh nên ngủ ở trong cái nôi trong phòng với cha mẹ chứ không nên ngủ cùng giường với cha mẹ, đặc biệt là những trẻ sơ sinh dưới 4 tháng tuổi. Ngoài ra, những phương pháp khác ngăn ngừa hội chứng SIDS bao gồm cho trẻ em bú sữa mẹ và chích ngừa đúng định kỳ. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Xin chúc mừng 20 năm của Mohegan Sun. Happy 20th anniversary. Tôi xin chúc mừng 20 năm kỷ niệm của Mohegan Sun. Em đi đâu mà kiếm cái thùng bự vậy? Đây gửi tiền Việt Nam nè. Ở đây có dịch vụ đó nè em. Chà, chị biết không, anh còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ồ, ở đây cũng làm dịch vụ đó nữa. Dạ, đây là dịch vụ mới đó em. Luôn cả money order em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đồ nghe chị đi. Chà tiêu. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, v.v. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc. Ủa chị Phương Chi. Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy, chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị học trường ở Jupiter Beauty Academy em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye chị.
Hãy đến với Neomart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Neomart 617-288-8999. Neomart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959. Tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Dorchester trong khu vực Dorchester, do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. hợp khẩu vị với người Á Đông, đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Senior Whole Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Dịch vụ sửa sắc đẹp không cần dao kéo, chỉ cần 15-20 phút. Chích Botox, xóa nhăn, sửa cằm bệnh. Trực Lâm Bệnh viện, bất cứ nơi nào trên cơ thể bằng laser. Thẩm mỹ nội khoa, dùng chất gel, chích xóa hốc mắt, hốc miệng, rãnh miệng, trả lại cho bị mất trong tự nhiên do thời gian với chất gel Juvederm. Trị nám, tàn nhang bằng công nghệ laser hiện đại của Mỹ. Q-Switch và Carbonate, Carbon Laser Peel trị mụn và trẻ hóa da. Xăm lông mày điêu khắc, xăm môi và xăm mí mắt. Có thuốc chích thuốc tê không đau, sau chỉ nâng mặt, dưới cằm và cổ bằng chỉ tiêu tự nhiên tiêu chuẩn của Mỹ PDO. Dịch vụ lột da mặt bằng Perfect Derma Peel, tư vấn miễn phí, xin gọi bác sĩ và các chuyên gia laser hôm nay với Ngọc Medical Spa. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN Boston, và sau đây kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giữa SBTN Boston và chị Ngọc đại diện cho Ngọc Medical Spa. Vân Chi xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay SBTN Boston được sự trở lại của chị Ngọc, là một dược sĩ, chuyên viên laser và giám đốc của Ngọc Medical Spa đến từ thành phố Worcester. Trước hết, Vân Chi xin kính chào chị Ngọc. Xin kính chào quý vị khán thính giả đài SBTN và xin chào Vân Chi. Cảm ơn chị Ngọc đã đến với chương trình của SBTN Boston ngày hôm nay. Thì câu hỏi đầu tiên, kính thưa quý vị, cũng giống như là Phương Chi rất là muốn hỏi, là người phụ nữ của mình ai cũng rất là thích làm đẹp. Thì không có biết là ngày tính đến ngày hôm nay thì cái phẫu thuật thẩm mỹ nào nhanh chóng hiện giờ thưa chị? Làm đẹp là một cái vấn đề của chị em chúng ta đúng không? Nhưng mà hiện trong thời đại hiện nay á, phụ nữ của chúng ta đã cũng bắt đầu đi ra ngoài và làm việc như các đấng nam giới. Và do đó chúng ta cũng cần phải có một cái ngoại hình thanh tao và sang trọng, đúng không? Do đó cái giải phẫu để sửa sắc đẹp thì rất tốn kém nè, bị sẹo nè, bị biến chứng và rất cần nhiều thời gian tĩnh dưỡng. Thì gần đây trong cái thẩm mỹ, nhất là thẩm mỹ ở Mỹ, chúng ta đã có nhiều cái phương pháp sửa sắc đẹp không cần dao kéo, mà chỉ cần 10 đến 15 phút của thủ thuật thì có thể cải tạo được cái gương mặt đẹp cho phụ nữ chúng ta. Đó là mình muốn nói đến cái dịch vụ chích Botox và Dermo Filler. Chị có thể giải thích Botox là gì thưa chị? Botox
là một cái chất xóa nhăn rất nhanh và hữu hiệu. Nó là một cái chất mà được tạo thành do những cái con vi trùng yếm khí mà sống trong cái đồ hộp cũ á. Yeah. Nó làm cái đồ hộp phồng lên. Yeah. Thì người ta mới phát minh ra, người ta mới thấy rằng là cái chất đó, yeah, nó là một chất độc. Yeah. Nó tên là, khoa học của nó là botulinum toxin. Yeah. Và cái chất đó nó có tác dụng là làm tê liệt những cái dây thần kinh tại chỗ, và nó làm tê liệt cơ thịt. Do đó thì các nhà khoa học mới lợi dụng cái tính chất này, thì ta mới pha loãng cái chất này ra và tiêm vào gương mặt của mình. Khi tiêm vào gương mặt của mình thì nó sẽ ngăn cản những cái điểm dây thần kinh mà gây cử động. Do đó cái bắp thịt nó thư giãn ra và gương mặt mình thư giãn ra thì nó lại hết nhăn. Nó coi như là nó ngăn chặn mình không có đi nhăn. Đúng rồi, tức như là thay vì mình mỗi lần mình nhăn như vậy á, thì cái chất Botox nó đi chiêm vô thì nó làm cái cơ đó không có cơ. Nó căng cái da mình ra thưa chị, phải? Nó không căng, nó chỉ trở lại bình thường. Nó trở lại bình thường. Nó bình thường như gương mặt của chúng ta. Vâng. Nhưng mà nó không có nhăn lại. Nó không có nhăn lại, dạ. Thì Botox mình có thể sử dụng ở đâu thưa chị? Botox chúng ta có thể dùng ở rất nhiều vị trí. Thứ nhất là ở trên mặt. Dạ. Thì ở giữa hai lần chân mày. Vâng. Ở sau đôi mắt. Ở cằm. Ở hàm, và có thể dùng ở chân nữa. Khi chúng ta dùng Botox ở giữa hai hàm chân mày á, thì nó làm thẳng cái đường cái từng cơ thịt ở đây. Vâng. Nhưng mà nó cũng có thể làm tạo dáng của cái hàng lông mày. Ừ. Nó làm cái hàng lông mày nhích cao lên, mình đâu mà nhìn trẻ hơn và mắt mình mở to ra. À. Rồi sau khi đó mình dùng cái Botox ở sau cái chỗ đuôi mắt á, thì khi mình cười mình sẽ không thấy nhăn. Okay. Và một số ứng dụng được của Botox á, là các phụ nữ Việt Nam của chúng ta thì có cái cằm bảnh. Thì nhiều khi mà thời gian qua, ví dụ mình lớn lên thì cằm bảnh càng ngày nó bảnh ra. Yeah. Là do mình bị cái triệu chứng nó gọi là phì đại cơ cắn. Ừ. Do mình nhai, mình cắn thì càng ngày nó bự ra. Thì nó làm mất cái nữ tính của mình đi. Yeah. Thì khi mình chích Botox thẳng vào đây nè. Thì ví dụ như cái mặt mình vậy phải không? Cái mặt mình như vậy. Thì khi mình chích Botox vô thì nó sẽ giãn ra. Okay. Và cái gương mặt mình bây giờ nó sẽ thành chữ V-line hoặc là trái xoan. Right. Thì rất là đẹp. Right. Và còn các chị em, ví dụ như Phương Chi hay mặc áo đầm hay là mặc quần short. Dạ. Thì có thể bắp chuối mình, ví dụ như những chị em có bắp chuối to thì mình có thể chích Botox ở dưới bắp chuối và làm cái thương chân nó thon, nó gọn lại. Ồ, có nghĩa là mình làm cái chân kia nó thon lại được luôn. Thon và gọn lại. Do đó mình thấy tự tin để mà mặc quần short hoặc là áo đầm ngắn. Dạ, cảm ơn chị. Rồi chị có thể cho biết là chích Botox thì người nào cũng có thể chích được hay là có phải là liên mạch không chị? Botox thì có thể rất là an toàn cho cả nam giới và phụ nữ. Vì Botox thì thường mình hay nói là không nên dùng quá sớm, tại vì quá sớm mình cũng chưa có nếp nhăn. Vâng. Nhưng mà khoảng chừng trung niên trở lên mình nên dùng Botox. Những phụ nữ thì bú cho con bú hoặc là có thai thì không nên dùng. Hoặc là những người có miễn dịch với Botox. Vâng. Và một điều chủ yếu nữa mình phải nhớ là Botox khi mà mình bị chích sai á, không sửa được, không có thuốc gì để sửa lại. Tức là không có antidote, nếu mình chích sai là nó sai luôn. Vâng. Thì những cái phản ứng phụ của Botox là nếu mình chích sai thì mắt mình, mí mắt mình nó sẽ xuống. Hoặc là những cái cơ da nào đó nó sẽ xuống trong vòng 4 đến 6 tháng, nó không chữa được. Do đó mình phải kiếm những nơi mà ăn những bác sĩ mà cao tay để họ có thể có một được kết quả mỹ mãn mà mình có thể tránh được những cái phản ứng phụ không đáng có. Dạ vâng. Chị mới vừa nói là giống như chích như vậy thì nếu mà mình chích sai thì nó ảnh hưởng 4 đến 6 tháng thì sau đó nó có trở lại bình thường không? Đúng, thưa chị? Đúng, sau đó nó sẽ trở lại bình thường, nhưng mà trong thời gian đó mình có những cái hậu quả mình không thích, ví dụ như thẩm mỹ đúng không? Mắt nó xệ hoặc là má nó xệ hoặc là miệng nó xệ, mình không thích như vậy. Vâng vâng. Nào chị đề cập tới 4 đến 6 tháng thì khi mà chích Botox như vậy đó chị, thì mình bao lâu mình mới được chích lại? Mình có thể chích luôn luôn, tức như là có người nói thì là nó khoảng chừng 14 đến 16 tuần. Vâng. Hoặc là có người giữ đến được 6 tháng. Vâng. Còn ngay chỗ mình chích ngay cầm á thì nó được 1 năm. Do cái chỗ di động của mình á, không hiểu tại sao nhưng mà nó được tới 1 năm. Còn những cái chỗ khác á, do mình di động nhiều á, thành ra nó là chỉ là chỗ, có như chỗ nào mình di động nhiều thì nó nhăn nhiều thì mình phải touch up lại,
Còn những người chỗ nào mà nó không có di động nhiều mình không chắc... không phải vậy, nhưng mà với những cái chỗ nào mình có cái cảm xúc á. Em hiểu xúc, rồi. Ví dụ như mình hay nhăn mặt hay gì đó, có cảm xúc mặc dù nó không hiện ra nhưng mà nó có ảnh hưởng. Còn cái cầm mình nó không có nó cảm không xúc. Có dạ, cho nên mình lâu hơn chút đúng xíu. Nghiêm vô thì nó chỉ lại luôn cả năm. Cái mặt mình nó vi lai. Ngoài cái Botox mà mình chích cho cái thẩm mỹ nó lẹ thì còn có phương pháp nào nữa không thưa chị? Có một cái phương pháp nữa gọi là filler. Okay. Filler là gì? Filler là một cái chất gel trong suốt nó cái thành phần chính của nó tên là hyaluronic acid. Thì cái thành phần này á, những cái chất này là chất tự nhiên có trong cơ thể của mình và làm rất nhiều ở dưới da. Nhưng mà do thời gian á thì chúng ta sẽ bị mất lần lần. Ví dụ từ 35 tuổi trở lên thì các nhà khoa học nói rằng mỗi năm mình mất một muỗng cà phê của cái chất gel này. Do đó thì khi mình mất cái chất gel này thì mắt mình bắt đầu nó bị hấp. Nó tạo thành những cái rãnh miệng, rãnh môi, rãnh tùm lum chỗ nào. Thành ra do đó mình nhìn ví dụ một cô gái 20 tuổi và một cô gái với một phụ nữ 40 tuổi, mình thấy tại sao khác nhau là tại vì cái cô 40 tuổi đã có những cái rãnh mắt, có những cái nếp nhăn. Đó. Thì khi mà chúng ta dùng cái nội khoa của thẩm mỹ, chúng ta trả lại cái chất gel đó vào những chỗ đã bị mất. Thành ra cái da mình nó hết bị lõm đi. Và cái chất gel này nó có thêm một đặc tính nữa, khi mình chích vào á thì nó sẽ có tính chất là ngậm nước, nó giữ nước lên, mà Phương Chi biết nó giữ 2.000 lần nó ngậm nước. Ví dụ như mà mình chích cái đó thì nó giữ nước, nó kéo nước của cơ thể mình tới để nó giữ lại 2.000 lần nhiều hơn một cái tế bào mà không có cái chất đó. Thành ra khi mình chích cái này, mặt mình nó đầy và nó mịn và nó căng ra. Thưa chị thì cái Botox thì cũng chích ở trên mặt, rồi cái filler mình cũng chích trên mặt, vậy mình chích ở chỗ nào thưa chị? Cái Botox á, thì mình chích ở phần trên là nhiều. Đúng không? Mình chích ở đây và mình chích ở chân như là nói. Còn cái filler chúng ta sẽ chích ở má, là má cao lên. Là má cao lên, tại khi mình mà lớn tuổi rồi má mình nó sẽ xuống do cái gravity nó kéo xuống. Thành ra cái má căng lên, những cái hốc mắt nó lõm vô, nó làm mắt mình bị cuồng tím. Rồi những cái hốc, những cái rãnh cái này, những cái rãnh. Thế là mình chích filler. Mình chích filler vô được, hoặc là cái này nó kêu là marionette, tất nhiên là ở chỗ này. Đó. Và nó cũng có thể, mình cũng có thể làm trong tay mình đầy nữa. Mình có thể chích để nó làm đầy. Và những cái chất này khi mình chích thì nó có thể từ 18 đến 20 tháng mình mới dùng lại. Và đây là những cái chất tự nhiên và nó sẽ tiêu lần lần, cũng giống như trong cơ thể mình nó tự tiêu với chất gel vậy. Như vậy thì mình có thể dùng Botox và filler mình chữa trị tổng hợp không thưa chị? Đúng rồi. Đó là một cái phương pháp mà người ta dùng rất nhiều. Tại vì khi mà một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi đi vào một cái văn phòng thẩm mỹ thì họ nói bây giờ tôi có những cái rãnh mắt nè, rãnh miệng bây giờ làm sao? Thì nói ok, thì bây giờ mình sẽ dùng cái filler làm đầy lên cho chị. Nhưng mà đồng thời cũng đúng là một cái tuổi mà bắt đầu chúng ta đã có những cái lớp nhăn khi mình cười hoặc là mình nói đó, bắt đầu có lớp nhăn rồi. Do đó thì khi chúng ta sử dụng Botox thì chúng ta làm thẳng cái da ra và chúng ta làm căng, thì sau khoảng chừng 15-30 phút thì chúng ta có thể trở lại gương mặt khoảng chừng 15 tuổi trước khi đó. Là có thể mình làm hai cái cùng một lúc được hả thưa chị? Mình có thể làm hai cái cùng một lúc. Cái filler sau khi mình chích mình thấy kết quả ngay. Và muốn cái kết quả mà tối đa của nó thì khoảng chừng 3 ngày. Và Botox cũng vậy, khi mình chích xong á thì có người 24 tiếng đồng hồ sau thấy đã thẳng rồi. Và rất là, thành ra có nhiều người họ nói nhiều khi mình đi thẩm mỹ rồi đó, người ta mấy ông nói chứ không có thích đi thẩm mỹ nhiều lắm đâu, tại vì đi là ghiền, đi hoài. Thưa chị thì Botox thì nãy chị nói là giống như mười mấy tuần mình có thể làm lại được. Thì cái filler nó có lâu hơn không thưa chị? Filler như mình đã nói thì nó có thể kéo dài từ 12 đến 24 tháng. Tùy loại. Như trên thị trường chúng ta có nhiều loại lắm. Nó có loại là tên là Juvederms, có loại Radiesse, có loại Restylane. Ví dụ Restylane thì mình có thể dùng cho một
cho môi. Dạ. Chúng ta có thể tạo dáng môi và làm cho môi nó căng lên, nhìn nó gợi cảm và nó sexy hơn. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Rất tiếc là mình không có còn thời gian nữa. Và hy vọng trong tương lai thì SBTN Boston sẽ mời chị Ngọc trở lại với chương trình. Chị có thể trình bày thêm nhiều những cái làm đẹp khác nhau nữa thưa chị. Xin cảm ơn Phương Chi và xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đài SBTN đã theo dõi chương trình này. Phương Chi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SBTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như tất cả các chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.sbtnboston.com. Phương Chi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình SBTN Boston kỳ tới. Nhà hàng Trí Seafood có nhiều thực phẩm tươi sống đến từ Alaska, Seattle, Canada, đặc biệt cua hoàng đế từ 3 đến 10 pound, cua Canada, cua lột, ốc quý phi, ốc bồi vôi và nhiều loại hải sản tươi sống. Có đầy đủ các món ăn Việt Nam và các món lẩu, phục vụ sáng, trưa, chiều và tối. Hãy đến với Trí Seafood để thưởng thức một bữa ăn khó quên tại Trí Seafood, nhận delivery khắp nơi trong thành phố Rochester. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị. Đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Rochester Avenue, Rochester, MA 02125. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Rochester trong khu phố Việt Nam. Đến với Chris Mai Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Chris Mai Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-8400. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 Lẹ, tọa lạc trên số 1052 Rochester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, Ba Lẹ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng. Đến với Ba Lẹ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì Ba Lẹ số 1052 Rochester, số phone 617-265-7171. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Rochester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Để xem lại các chương trình đã chiếu của SBTN Boston, xin quý vị vào trang nhà www.sbtnboston.com hoặc truy cập vào channel SBTN Boston tại YouTube để theo dõi các chương trình đã chiếu của SBTN Boston.